Thưa quý vị, như vậy là trải qua hành trình để thuyết phục với rất nhiều cảm xúc để tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt tại trận chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 cúp Thaco. Đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và đội trường Đại học Thủy lợi đã có màn tranh tài đỉnh cao trong suốt 80 phút thi đấu chính thức đầy kịch tính và phải quyết định với màn sút luân lưu căng thẳng để tìm ra nhà vô địch mới của giải. Ngay bây giờ, hãy cùng Trúc Hình hòa vào không khí của màn đối đầu đỉnh cao với những diễn biến chính trên sân và kết quả chung cuộc. Khá bất ngờ ở trong lục đá lưng lưu này thì trung vệ Thanh Phúc sẽ là vào vai của một thủ môn bên phía đội hình của Đào Thủy Lợi. Liệu rằng Thanh Phúc có làm cho huấn luyện viên Vũ Văn Trung hài lòng hay không đây? Khi mà UBS, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đội bóng thực hiện trước. Với người bước lên đó là Minh Đạt. Đây cũng chính là sự thú vị của loạt luân lưu này. Hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của các cầu thủ hai bên. Minh Đạt sẽ đối đầu với Thanh Phúc. Thành công, một cú đá rất bản lĩnh đến từ Minh Đạt. Minh Đạt quá dày dặn kinh nghiệm trong những trận đấu kiểu như thế này rồi. Và chúng ta đã thấy được sự lạnh lùng và bình tĩnh đến từ cú đá này của số 22 là lớn như thế nào. Thậm chí là bóng đã đi vào nóc lưới khung thành của Thanh Phúc. Bây giờ sẽ là cầu thủ mang áo số 4, Nghiêm Văn Đạt của các cầu thủ Đào Thủy Lợi. Trọng trách nặng nề, Văn Đạt dứt điểm, có vào! Ở trong trận đấu tứ kết gặp Đại học Văn Hiến thì cú đá đầu tiên của đối phương vẫn là một cú đá không thành công. Và giờ đây thì thêm một trận đấu nữa mà Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh họ lặp lại một điều tương tự như vậy. Và vẫn là màn ăn mừng quen thuộc đến từ thủ thành Thanh Sang. Và giờ thì loạt đá thứ hai của UBS sẽ được thực hiện bởi Minh Nhật. Giờ đây thì chúng ta dần mường tượng và nhớ lại đến câu nói chân mệnh thiên tử đối với UBS ở mùa giải năm nay. Nhưng trước khi nghĩ đến câu nói đó thì chúng ta sẽ phải theo dõi loạt đá này của Minh Nhật trước đã. Rõ ràng rằng chân mệnh thiên tử cũng là một điều, nhưng rõ ràng bản lĩnh của các thủ hồng cũng là rất ấn tượng. Dứt điểm quá dễ dàng. Đó là pha dứt điểm của Minh Nhật. Một pha dứt điểm rất hiểm hóc và không cho thủ thành đối phương bất kỳ một cơ hội nào. Đó là một cú sút để chứng minh rằng vì sao mà Minh Nhật được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Có thể trong trận đấu chung kết này, trong khoảng thời gian thi đấu chính thức thì Minh Nhật không ghi bàn, nhưng không sao cả, anh vẫn thực hiện thành công quả đá 11m dành cho UBS. Đây sẽ là pha thực hiện của Xuân Trường. Xuân Trường không vào! Thật sự là những áp lực tâm lý quá lớn khiến cho các cầu thủ Đào Thủy Lợi đã dứt điểm hai pha bóng liên tiếp không thành công. Lần này thì pha dứt điểm của Xuân Trường đã tìm đến đúng xà ngang khung thành. Những gương mặt thẫn thờ chết lặng đến từ những cổ động viên, những cầu thủ của Đào Thủy Lợi. Thật sự là chuyện gì đang xảy ra với họ đây? Hai cú đá, một đi ra ngoài, một tìm vào xà ngang. Và kịch bản tồi tệ nhất đối với Đào Thủy Lợi lại ùa về. Một năm về trước họ cũng đã từng thất bại trước Đại học Huế tại chấm luân lưu. Và giờ thì kịch bản đó đang dần xuất hiện. Huy Hoàng sẽ là người thực hiện loạt đá thứ ba dành cho UBS. Huy Hoàng có pha dứt điểm ra ngoài của Huy Hoàng đã khiến cho hy vọng của các cầu thủ Đào Thủy Lợi được nhen nhóm trở lại. Trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện bên phía các cầu thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ sẽ là cơ hội rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ áo đỏ Đào Thủy Lợi. Nhưng dù sao thì UBS họ vẫn đang còn tạm thời có được ưu thế khi mà đối phương của họ đã thực hiện hỏng hai quả rồi. Hoàng Danh sẽ là người thực hiện quả đá thứ ba dành cho Thủy Lợi. Hoàng Danh thành công. 1-2. Hoàng Danh đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Thực sự sức ép dành cho cầu thủ mang số 11 bên phía Đào Thủy Lợi là rất lớn. Những cầu thủ này đã bình tĩnh, bản lĩnh và đánh bại được thủ thành đối phương. Một pha đặt lòng nhẹ nhàng và hoàn toàn đánh bại được thủ thành Thanh Sang bên phía các cầu thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Và người bước lên thực hiện quả đá thứ tư dành cho West đó là trung vệ Nguyễn Hồng Tú Kiệt. Giờ đây thì niềm hy vọng của Đào Thủy Lợi sẽ hướng hết vào thủ thành Thanh Phúc. Thủ thành mà chúng ta nói nôm na rằng là một thủ thành bất đắc dĩ trong lọc đá liên lưu này. Tuấn Kiệt, cầu thủ sẽ lĩnh trọng trách thực hiện pha dứt điểm thứ tư này. Tuấn Kiệt dứt điểm rất bản lĩnh và cũng đầy bình tĩnh. Tuấn Kiệt ghi bàn và ăn mừng một cách lạnh lùng. Một cú đá thể hiện cho chúng ta thấy được rằng các cầu thủ của West họ đang tự tin như thế nào trong loạt đá này. Một gương mặt lạnh như tiền của Nguyễn Hồng Trung Kiệt sau khi thực hiện xong loạt đá đầy căng thẳng. Và đó là minh chứng rõ ràng nhất với việc mà Nguyễn Hồng Trung Kiệt được lựa chọn. Và nếu như mà Văn Toản thực hiện không thành công loạt đá này thì chiếc cúp vô địch sẽ chính thức thuộc về West. Văn Toản và Thanh Sàng. Văn Toản và... như vậy là lần lưu sẽ vẫn được tiếp tục. Và Văn Toản đã thành công khi đánh bại được thủ thành đối phương. Nhưng giờ đây thì mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát của Best. Và chúng ta cùng xem lại cú đá rất tỉnh này của Văn Toản. Bóng đi rất cao và rất khó đối với thủ thành Thanh Sàng. Anh Khoa vẫn sẽ là người được lựa chọn trong loạt đá cuối cùng giống với trận đấu tứ kết gặp Đặng Văn Hiến. Một lần nữa anh Khoa đứng trước cơ hội sẽ mang về chiến thắng dành cho Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh. Nhưng lần này nếu như chiến thắng thì anh Khoa và những người đồng đội của anh sẽ chạm tay vào danh hiệu vô địch. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Và anh Khoa, cái tên sẽ được nhắc lên để có thể giúp cho các cầu thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chức cúp vô địch. Anh Khoa! Chúng ta xin được chúc mừng nhà vô địch của giải đấu bóng đá năm nay, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam 2024. Nhà vô địch xin được gọi tên Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự là đúng là chân và tiên tử với những gì mà Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh đã thể hiện ở mùa giải năm nay. Quá bản lĩnh, rất đáng tiếc dành cho Đào Thủy Lợi, họ lại một lần nữa thất bại trong trận đấu chung kết của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ hai liên tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Văn Trung lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Họ đã thất bại trước một Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Quá bản lĩnh, quá may mắn và rất xôn tại mùa giải năm nay. Xin được chúc mừng các chàng trai của đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với màn thể hiện ấn tượng trong hành trình nâng cao chức vô địch đáng nhớ, trọn vẹn giấc mơ đăng quang tại giải bóng đá sinh viên sau 14 năm chờ đợi. Một lần nữa xin chúc mừng huấn luyện viên Phạm Thái Vinh và các cầu thủ đã đạt được mục tiêu đề ra và có một trận chung kết để đợi. Ngay sau đây, bản tin sẽ tiếp nối với các hình ảnh từ sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi diễn ra lễ bế mạc và trao giải đầy ấn tượng khép lại một mùa giải thành công. Đây màn thể hiện của các cầu thủ hai bên. Minh Đạt sẽ đối đầu với Thanh Phúc. Thành công, một cú đá rất mạnh. Một lần nữa, trận chung kết của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lại phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu may rủi. Và một lần nữa, đội bóng trường Đại học Thủy Lợi lại gục ngã trên chấm luân lưu. Hai cú sút không chính xác của hai lượt đá đầu tiên đã khiến đội trường Đại học Thủy Lợi ngậm ngùi về nhì một lần nữa và Tân Vương đã gọi tên đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Khoa! Chức vô địch của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại hành trình đẹp hơn 3 tháng từ vòng loại đến vòng chung kết của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 2024 Cúp Thaco. Đội Á quân là trường Đại học Thủy Lợi và hai đội trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đồng hạng 3. Với lối chơi đẹp mắt, fair play, nhà vô địch Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giành giải phong cách. Giải truyền thông triển vọng trị giá 10 triệu đồng thuộc về trường Đại học Tôn Đức Thắng. Giải truyền thông ấn tượng trị giá 20 triệu đồng đã thuộc về trường Đại học Thủy Lợi. Giải truyền thông xuất sắc trị giá 30 triệu đồng thuộc về trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Giải cổ vũ truyền cảm hứng trị giá 20 triệu đồng thuộc về trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Giải cổ vũ fair play trị giá 20 triệu đồng thuộc về trường Đại học Tôn Đức Thắng.
giải cổ vũ đẹp trị giá 30 triệu đồng thuộc về trường Đại học Thủy lợi. Thủ môn Huỳnh Thiên Phúc của đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là thủ môn xuất sắc nhất giải. Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết là Nguyễn Minh Nhật của nhà vô địch. Anh cũng là cầu thủ được yêu thích nhất theo bình chọn của khán giả. Với 5 bàn thắng, Nguyễn Minh Nhật của đội vô địch Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vua phá lưới của giải. Một hành trình đẹp đã khép lại, Ngôi Vương đã tìm ra chủ nhân xứng đáng. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 3 năm 2025. Chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp. Ngoài khoảnh khắc chiếc cúp được trao cho đội vô địch thì điều đáng nhớ còn ở hành trình mà các đội đã bước qua, chiến đấu vì màu cờ sắc áo để tiến về đỉnh vinh quang. Cùng với tinh thần quyết tâm thi đấu của các cầu thủ thì hình ảnh đẹp của giải còn nằm ở những khán đài đầy ắp khán giả với tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt, sôi động theo từng đường bóng. Ngay sau đây sẽ là hình ảnh về không khí cuồng nhiệt trên các khán đài vào chiều nay. Đây là sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng trong trận chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên lần 2 năm 2024 cúp Thaco vào chiều 31 tháng 3 năm 2024. Không còn một chỗ nào trống trên cả ba mặt khán đài 7.000 chỗ của sân. Thậm chí nhiều cổ động viên đến sau đã phải ngồi phía ngoài theo dõi trận đấu giữa trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Thủy lợi qua livestream. Trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết, các trận đấu luôn được cổ động viên đón nhận và cổ vũ nhiệt tình. Đặc biệt, số lượng cổ động viên ở trận chung kết đã đạt đến con số kỷ lục. Đối với trường em thì em thấy đội hình khá là ok. Với lại trường Thủy lợi thì em thấy cũng có mấy anh rất là đá hay. Cũng như là trận đấu như là rất là căng thẳng, rất là đông vui, sôi động. Em thấy là cả hai trường mang một tinh thần đấu rất là nhiệt huyết. Cả cái cầu thủ và cái cổ động rất là dễ thương, cái anh đá rất là hăng say, còn trên đây cổ vũ rất là nhiệt tình. Em thấy khá là hay trận này. Hơn 3 tháng ra tại sôi nổi, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam mùa thứ 2 đã đến chặng kết. Ngoài những bàn thắng, những siêu phẩm, những gương mặt tỏa sáng, thì chắc chắn những hình ảnh đẹp từ khán đài cũng sẽ trở thành dấu ấn trong hành trình đáng nhớ này. Thưa quý vị, như vậy là sau 3 tháng khởi tranh với 109 trận đấu quyết liệt giữa 64 đội bóng trải rộng ở 6 vùng miền trên cả nước, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 cúp Thaco đã chính thức khép lại. Và đây cũng là bản tin cuối cùng của giải ở năm thứ 2. Thay mặt cho những người thực hiện bản tin, Trúc Huỳnh gửi lời cảm ơn đến quý vị vì đã luôn đồng hành và dành thời gian quý báu để theo dõi các trận đấu, các thông tin hấp dẫn bên lề trong suốt 3 tháng qua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào mùa tiếp theo để tiếp tục sống trong không khí bóng đá sinh viên đầy máu lửa nhiệt huyết.